Rồi, chụp lại nha, nhìn nè, thấy ơi, thấy Phan coi gấp nhìn nè. Rồi. Rồi. Mấy anh còn bích không? Biết trả lời sao không? Nó đi nhậu mẹ nó chắc ăn. Nhậu luôn nhậu. Vậy 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 Thank you.
đó. Xỉu rồi, mẹ rồi. Chút tôm lại tụi mình nắm con. Nhá, cái phê nhá, nắm bốn tôm được rồi nhá. Hôm nay là đám cưới của cháu Thủy, thì cái ngày trọng đại nhất của người con gái là cái ngày đám cưới. Thì trong cái đám cưới có cái nghi thức, trong cái lễ, cái nghi lễ là lễ công cô. Cái ý nghĩa của cái lễ công cô tức là đền đáp lại công ơn của Đấng Sanh Thành và ông bà cô bác, tức là ông bà cô bác mà ngoại tuy không có công sanh nhưng cũng có công dưỡng dục cháu, cũng có dạy dỗ cháu từ trước tới nay. Thì cái lễ công cô này thì cũng là cái mục đích để uống góp ly rượu kính mời bà nội bà ngoại, trước là bà nội bà ngoại, sau đó là cha mẹ. Nhưng mà thì hoàn cảnh của cháu Thủy thì cha mẹ cha đã không còn, do đó thì có thể bác ba hoặc bác chính đại diện cũng như thay mặt người cha để nhận cái lễ này của cháu. Thì trước hết xin thưa bà nội với bà ngoại của cháu Thủy cho cháu tức là chú lại tạ từ cái phần lại tạ này không tùy theo bà nội và bà ngoại. Như vậy thì cháu thủy bước tới lễ tiên. Chân rượu mời bà nội và bà ngoại, cái này thì mình không phân biệt đi, tức là bà nội bà ngoại thì mình làm lượng luôn. Cái chân rượu bà nội bà ngoại. Cái còn cái vấn đề lại đó thì con bà nội bà ngoại có chế thì chế, còn không chế thì con vẫn phải lại thôi. Con là chồng với đối với bà nội bà ngoại và mẹ con thì ngang hàng với mẹ con thì trước cũng như mình trong nhà thì mình tính sao đi ha, này xin phép về bãi ngang với bác chính với chính ha. Thì cũng như là có chị xui của xui gia của cháu Thủy của má cháu Thủy thì để nội bạn mình bên chú bác làm sao đi ha.
làm chính tham gia trước. Như kính chứng kiến cho cháu thì người của cháu đó là chị An Quy Vũ chúng mình là và nhân tiện đây thì mình chẳng hạn mình không có phân biệt làm chú bác gì đi thôi, bây giờ theo giai giới ai lớn thì trước chị tám trước, chị tám trước, tám con nhỏ bà đỡ cái bãi sau đi, đó là một kia. Chế thì cho cái nhớ đường xa. Cũng như là cái này tốt đẹp cũng là nhờ một phần rất lớn của Thiên Bãi. Do đó thì chị Ba và cho Thủy thì có cũng như là có cái mời Thiên Bãi đi rượu uống để gọi là sự trọng ơn của gia đình. Cái đó là để Thiên Ba chưa? Dạ, cái này thì tôi nói Thiên Ba với ôi Thiên Ba với cho Thủy. Cháu có gia đình chứ còn cái việc ơn nghĩa thì mình người nhà ở nhau không mà không có gì gọi là ơn nghĩa hết trơn á. Nếu mà bà Bảy uống ly rượu này thì bà Bảy cầu chúc cho cháu Thử về bển phải lo toàn bổn phận là dâu đó. Rồi lâu lâu cũng về đây với mẹ mày nghe chứ ha, rồi nói không đi cái ít về đó nghe. Cũng như là các bác và các cậu cũng như anh chị em mình thì bữa nay cũng như là mình nói một lần luôn cho nó tiện thì ngày vô viên của cháu Thủy thì trước hết kính mời bác chính bác ba cùng các cậu nhận ví dụ với cháu cho cháu cũng như là chúc mừng cháu xuất giá như vậy trăm năm hạnh phúc. Cậu chính cậu Dũng cậu gì đâu hết rồi, hạn chế thì đấu chế chế thì vô đi chế chứ nè, chế cái gì nè. Bây giờ mấy cậu như bà mày nó không có đó, đây rồi tính sao thà để bà nội tính sao ngồi qua đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho bạn nhỏ không cởi con mua đầu ăn cái hang rồi nè khá là chú Năm cho thêm nói trước kỳ viên có chú Năm chú Nghị chú 102 tại cổ có 102 cho nó ăn đậu quẩy nó chứ à, biết sao vậy đậu hai năm rồi không hiểu đâu chú Quẩy à chú Quẩy hả chú Quẩy sao chú Quẩy không chú Quẩy không chú Quẩy không chú Quẩy Hoàng có cháu thấy đã xong, còn hồi nữa mình công bố vấn đề tiền bạc thì cái nội bộ nên mình nói nhỏ nhỏ nghe. Nhỏ nhỏ chắc cũng mì. Còn thiếu ai không? Ai qua có ai không? Mấy người bà con ơi.